Hi friends, so welcome back to my channel. Và đã một thời gian rất lâu rồi mình đã vắng bóng trên cái YouTube. Và hôm nay mình quyết định quay một chiếc video về cuộc sống thường nhật của mình tại trường. Và không lòng vòng như Hải Phòng. Bắt đầu thôi. Và cái công việc mà mình không thể không làm vào buổi sáng đó chính là ủi đồ. Mình rất ghét khi đồ của mình bị nhăn. Và đây là outfit của mình khi đi học. Thì đơn giản chỉ là một cái uniform bình thường của trường mình thôi. Mình nhìn cũng đẹp mà. Trường của mình thì có rất là nhiều món vào buổi sáng, nhưng mà sáng hôm nay mình quyết định ăn bánh mì chả là một trong những món mình cực kỳ thích. Và các bạn thấy kìa, đang sôi sùng sục sục lên kìa. Ok, và quay trở lại với bàn ăn của mình và chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Và xin giới thiệu cho mọi người, đây là báo anh cộng cằn. Nhìn mặt kìa, thấy ghét không? Quên giới thiệu cho mọi người, đây là mô hình của nhóm mình. Nhìn dễ thương không? Dễ thương giống mình vậy đó. Được. Chụp thân nail. Chụp thân nail. Đâu? Ủa? Ngồi xuống coi. Chụp thân nail nè. Chụp lại xích ra đây nè. Hiểu. Là hiểu không? Hiểu. Là mày để điện thoại mày xuống á. Ok. Lại nào. Ok. Và chào mừng các bạn đến với một series hoàn toàn mới của Tâm Trần 272, đó chính là Nhâm Nhâm cùng Thanh Tâm. Thì mình xin giới thiệu cho các bạn một món ăn cực kỳ ngon vào những buổi chuyển tiết, đó chính là chocobite vị sữa chua. Và cái này mình được tặng á. Đố các bạn nhìn mình ăn mà không thèm luôn á. Ủa, tụi mình chết luôn mà, hạt tao đúng không? Nói,
kiếm tóc rồi má. Người ta có câu á, học không chơi là đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học là bán rẻ tương lai. Thì mình đang rất là serious with studying, thì mình đang rất là tập trung cái việc học này nè. Các bạn nhìn đó, nhìn mặt mình đi, rất tập trung mà phải không? Tập trung mà, chắc vậy. Nhìn mà toàn là chữ không, nhìn mà ngán á. Và đây là thành quả 30 phút của mình để mình vẽ ra cái tuy đề nè. Và mình còn làm projector nữa chứ, bá cháy luôn. Thì thời gian thấm tối thôi đưa, mới đây đã đến giờ ăn trưa của tụi mình rồi. Thì mọi người cùng đi ăn trưa với mình nha. Và đừng quên đem theo dù nữa nha. Và đây là con bạn mình lúc bung dù. Slay. Và để dưỡng sức cho buổi chiều học thì mình cùng nhau ngủ thôi. Mình nói thiệt là ngủ chưa đã luôn, nhìn mặt mình kìa, vẫn còn ngáy ngủ luôn á. Thật sự là muốn ngủ thêm nữa. Dạo này lớp mình ai cũng quay vlog hết trơn, con nó cùng bạn cũng quay vlog luôn, là bị ám ảnh rồi đó. Trời ơi, như nó kìa, chết rồi. Nhìn này, nhìn nè, mọi người đang làm dự án Smart Home đó. Thì trong dự án Smart Home này tụi mình sẽ được xây nhà cho chính tay tụi mình thiết kế. Và chào mừng các bạn đã đến với buổi ca nhạc của Và cũng đã tới giờ ăn chiều rồi, chúc mọi người ăn ngon nha. Hôm nay tụi mình quyết định ăn mì cay, tại mình quá là thèm rồi. Và tối nay mình có một buổi sinh hoạt câu lạc bộ nên mình đang chuẩn bị cho cái buổi sinh hoạt này và mình cực kỳ háo hức luôn. Tại câu lạc bộ mình thích nhất đó là câu lạc bộ tiếng Anh. Và đây là mentor xinh đẹp của tụi mình. Và mình đang làm gì vậy? Mình đang thảy thảy cái này á, mà không biết cái này là cái gì nữa. Nhìn cũng vui. Vì sau khi mình học câu lạc bộ xong thì mình cực kỳ mệt luôn rồi, nên mình không thể quay tiếp được vòng sau nữa. Nên và đến đây con thấy video của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hãy nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Ok, bye bye.